Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Sản gà thấy cái đường này nè các bạn, đường như thế này lại gần coi đó biết. Tha mồi nè, có con tha mồi nè, con đang tha mồi về nè, trắng trắng nè, rồi nó cắn tôi luôn nè, đứng gần nó cắn tôi luôn nè. Thì nó đào ở dưới nha, mà cái đất này lúc trước là nó nằm ở dưới, nó xới cái đất luôn. Sản gà lúc đầu nó không có, nhưng mà sản gà nó ụ một cái ụ đất vậy luôn nè. Nó đang có một cái đường đi từ đây nè, mình coi coi cái đàn kiến nó sẽ đi tới đâu. Đây rồi, phát hiện ra rồi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mới phát hiện ra trong cái Nam Ngô Farm có một cái sản gà. Thấy cái đường này nè các bạn, không biết cái đường gì, chiều hôm qua chưa có, chỉ trong một đêm thôi ha. Tự nhiên nhìn trên nền nó sẽ có một cái đường như thế này, lại gần coi nó biết các bạn. Kiến lửa nha. Đây à, kiến lửa nè, mấy bạn kiến này nhỏ nhỏ mà cắn bê lắm nè, cũng là vàng giống vậy. Rồi mày Lucy mày vô đây nó cắn mày đau lắm á, ngứa dữ lắm á. À, những cái con kiến vàng trên cây á, mà hay có trứng kiến mà anh em đi câu hay câu á, cắn không có bê ha. Cái này kiến này cắn nó bê nè. Đó, các bạn coi nhìn nó đào nguyên một cái đường dài luôn nè. Mình thì thời bây giờ các bạn, nhiều con vật được nuôi, được làm bếp, được chú ý lắm. Giống như ngày xưa mình thì mình nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cá, nuôi chim thì bình thường đúng không? Sau này thì có thời gian thì là bắt đầu bò sát phát triển ha, mấy cái giống này giống kia nó phát triển. Nhưng mà đối với nói chung nhiều người cũng biết bò sát. Mình làm gì Lucy? Để nói chuyện với đây mọi người coi. Mình thở không à. Trời ơi, bậy rồi đó. Đối với lại nhiều người là thời gian sau này chơi con bò sát để mà làm bét thì cũng nhiều người, tương đối là nhiều người biết ha. Nhưng mà còn những cái con mà bây giờ cũng được nhiều người nuôi làm bét mà chúng ta chưa có biết. Ở nước ngoài thì có thể nhiều, ở đây nó cắn bây giờ nè, kiến nè không thấy hả? Ở nước ngoài thì người ta đã chơi lâu rồi, nhưng mà bắt đầu nó du nhập về Việt Nam. Có những bộ môn mà các bạn nghe vô sẽ thấy rất là mắc cười, nhưng mà thật sự thì nó rất là thú vị luôn. Ví dụ như là hiện nay là có anh em bên HT Exotic đó, là sẽ đem về những cái dòng giống như là những con bọ nè, rồi những con ngựa trời nè đó, rồi trong đó có cả con kiến nữa đó, con rết, con gì nuôi làm bét đồ là cũng thấy là quá lạ đúng không? Con rết, con nhện, con bò cạp mà nuôi làm bét thì mọi người thấy nó cũng đã lạ rồi, nhưng mà nó chưa có lạ bằng nuôi kiến ha. Thì mình cũng có đặt hàng rồi đó, trong tương lai khi mà hàng về được á, là mình sẽ làm một cái nuôi kiến thử. Và trong đó sẽ có những cái tăng, thì các bạn biết cái thú vị của nuôi kiến là cái gì. Ngoài tìm hiểu những cái đặc tính về cái giống loài đó, thì người ta coi cái cách mà con kiến thợ và con kiến chúa nó gọi là nó cũng giống như ong vậy các bạn. Nó sẽ làm tổ, rồi nó sẽ xây dựng, rồi nó sẽ tha mồi, rất là thú vị. Như các bạn thấy nguyên cái đường này nè, là những con con bồ câu. Nó thấy mặc áo đen nó tưởng á, đâu tới phiên anh làm quay cho, hôm nay đổi dài rồi. Bấm chưa? Bấm đâu? Bấm rồi. Đây nè. Rồi ba đi mất tiêu rồi, nay đổi bài. Đây em. Đây các bạn. Đây là một cái đường. Coi như ở đây. Lucy chắc anh nhốt vô chuồng quá. Mày chơi vui rồi nhưng mà mày đừng có cản để anh quay clip. Đây, một cái đường rất là dài luôn. Đó là những con kiến thợ này nó đang làm việc ha. Đây một cái đoạn đường. Tha mồi nè, có con tha mồi nè, con đang tha mồi về nè. Trắng trắng nè. Rồi nó cắn tôi luôn nè, đứng gần nó cắn tôi luôn nè. Chắc phải nhốt Lucy vô quá để quay clip mà cứ kỳ dị ra hoài à. Vô đây Lucy, mày còn hát xì vô mặt tao một cái nữa, nước miếng không. Đi vô đây để tao nói hết cái clip này, tao cho ra chơi tiếp, mày lo mày thở không à, không nói chuyện được với ai hết trơn. Rồi nó hỏi xong rồi nó ách xì rồi nó vũ nước miếng đầy người hết. Trời ơi, nước miếng mồm đâu, má biết má buồn lắm á. Dạ Lucy nha, má biết là má buồn á. Đây nhỏ mà cắn đầu, cắn cái ngứa luôn.
cắn tới giờ sưng rồi nè. Đây các bạn, nó đào. Thì nó đào ở dưới nha, mà cái đất này lúc trước là nó nằm ở dưới, nó xới cái đất luôn. À, có những cái ổ mà vô đầu mùa mưa nó lên những cái ụ này luôn nè. Sáng ra lúc đầu nó không có, nhưng mà sáng ra nó ụ một cái ụ đất vậy luôn nè. Thì dưới đây là nguyên cái ổ kiến luôn. Cái đường này rất là dài. Cái chỗ này tép bi hay chơi. Để dặn nó đề phòng rồi, chứ cắn cái này đau lắm. Thấy không? Coi như là chắc cả 100.000 con kiến. Kiến lửa, mà kiến này nó theo mùa nha các bạn ha. Bình thường không thấy. Bình thường không thấy nó. Vô tới mùa của nó sinh sản hay làm sao á, là dưới đất nó trồi lên. Nó đang có một cái đường đi từ đây nè. Cái đường đi này nó tới đây nó chấm dứt. Nó đây nó chấm dứt rồi. Rồi nó đi dài lại đằng kia. Thì mình không biết là, chưa biết cái ổ nó nằm đâu. Chắc ổ nằm dưới này quá, hoặc là dưới này quá. Dài lại đằng kia. Không biết thôi à. Hồi đó thời các bạn đi học thì các bạn có hứng thú với cái gì. Ngày xưa mình á, ngày xưa mình đi học á, thì mình đã hứng thú với lại động vật rồi ha. Không biết có ai mà hồi đó đi học á, mà thấy một cái đàn kiến xong bắt đầu ngồi dòm không? Trong đó có mình ha. Ngày xưa giờ ra chơi nhiều khi tiếu lâm lắm các bạn. Giờ ra chơi người ta, nói chung là không phải lúc nào cũng vậy ha. Nhưng mà nếu mà mình bắt gặp á, mình sẽ ngồi mình coi cái đàn kiến nó sẽ đi tới đâu. Ví dụ như mình thấy cái đàn kiến nó bò trên cầu thang đúng không? Mình sẽ mò theo cái dấu vết á, mình coi là nó xuất phát từ điểm nào và nó đến điểm nào. Đó, ngày xưa mình đi học là mình tò mò mấy cái vụ này vậy á. Kiến này cắn đau. Cái kết cấu của cái tổ kiến đồ này nọ nó ở dưới lòng đất nó cũng khá là phức tạp ha các bạn ha. Thì kiến là người ta nói nó có một cái khả năng tổ chức và làm việc nhóm á, cực kỳ gọi là siêu cấp luôn. Nè, nó kéo dài tới tận đây luôn nè. Vẫn còn nè. Không biết nó đây vẫn còn nè. Không biết nó xuất phát từ đâu luôn. Kiến này gọi là kiến lửa ha bạn ha. Đây vẫn còn đây nè. Đây chắc hẹn đây quá. Đây nè. Cái này vô mùa của nó ha. Các bạn chỉ cần đi gần cái tổ của nó thôi là nó dứt bạn luôn á. Mà dứt ngứa lắm. Ngứa sưng cục cục luôn á. Cái con kiến vàng bự đây nè. Nó bò chân tôi nè. Này. Đây rồi. Phát hiện ra rồi. Cái con kiến vàng mà bự bự thấy vậy chứ cắn không bê ha. Con này cắn mới bê. Chắc tổ nó dưới đây quá. Rất là nhiều luôn. Cái này nhiều khi leo cây nó nằm cái tổ nó chở nó cắn cũng đã lắm. U da nè, nhức liền. Nhỏ thôi nhưng mà cắn rất đau. Mình có đặt hàng bên anh em HT rồi. Kiến cũng rất là đa dạng dòng ha các bạn ha. Nhiều loại mà giá trị, có những con hiếm thì nó cũng rất là cao tiền luôn. Đó, và khi mà chúng ta nuôi kiến nó cũng xả chét dữ lắm. Coi tụi nó làm việc. Teamwork ha. Có trên, có dưới, có phân cấp đàng hoàng. Đó, con kiến chúa thì nó làm chủ gia đình. Đó, các con kiến thợ ở đầu đi xây, đi tha mồi về. Đó, này. Nhìn nổi hết da gà. Nổi hết da gà không? Quá trời nhiều mà. Có những ổ kiến mà coi thế giới có những ổ kiến mà nó khủng luôn á. Nó bò qua những cái xác chết động vật á, nó bò qua một cái là coi như là sạch sẽ luôn. Thấy vậy chứ dội nước xuống hoặc là mưa lớn á, không ảnh hưởng tới nó luôn hả các bạn ha. Mưa lớn qua ngày mai là nó bình thường trở lại. Đây. Mà mình cũng không biết tại sao mà trong một đêm mà nó tạo thành một cái đường đi như vậy.
Đây là những cái đường đi mà nó đi rồi nó đẩy qua một bên, tạo thành một cái hàng dài. Ở đây anh em mình có ai đam mê với kiến không? Mấy bạn coi clip nè, có ai thích kiến không? Đó có câu gì ta? Nghiên cứu cái ngu như kiến. Có một cái con, có con kiến này nó bự hơn con kiến bình thường, không biết vai trò nó là gì ha. Cái đầu nó cảm giác nó bự hơn. Này, anh bắt lên nè. Ồ, kiến này kiến càng. Hai càng bự quá. Hai càng nó chà bá luôn nè. Thấy không? Càng nó bự hơn con bình thường. À, hôm bữa mà mình quay cái clip mà mình bắt mấy con bồ hóng á, có nhiều bạn nói clip này coi nhức đầu quá anh Nam ơi, tại vì nó nhỏ xong rồi mà nó lại lanh nữa, nó di chuyển liên tục, đâm ra là nó bị hình ảnh nó bị rung. Đây mình còn thấy một con này cũng bự nè, nè đang than tha mồi luôn nè, đang tha mồi vậy nè. À, tha này là tha cháo của Lucy, đồ ăn của Lucy nó tha. Ủa già, có con đang cắn tôi rồi. Ủa già, rồi nhiều quá. Không muốn sát sinh đâu. Ngứa. Hy sinh vì nghệ thuật vậy thôi chứ. Ngứa bạn ơi, ngứa quá. Đây, thấy cái càng không? Thấy cái càng rất là bự luôn. Em zoom lại như nó đang cắn anh á, em coi hai cái càng nó có kẹp vô được không? Anh đang cảm giác rất là nhức. Cắn đi anh, cho mày cắn review kiến cắn thử coi. Có rất là nhiều kiến ha, ví dụ như trong cái vườn của mình thôi thì mình biết có mấy loại kiến hôi. Kiến hôi là mấy con kiến màu đen mà nó hôi thôi nhưng mà nó không có cắn ha. Tiếp theo là kiến lửa này cắn là bê nhất. Đó, rồi con kiến vàng thì nó thường nằm trên cây. Nó rất là bự con. Cắn cũng bê lắm nhưng mà không có nhức như tụi này nhỏ nhưng mà nó giống như nó có chất độc á, độc tố á. Đó, nó cắn bê hơn. Còn con kiến có con kiến đứt, cái càng nó cũng bự lắm các bạn. Nó kẹp cũng đã lắm, nhưng mà con đó ít thấy hơn. Trời, kiến là một cái loài thật ra là tại vì từ người mình chưa có tìm hiểu về nó thôi, chứ mình tìm hiểu về nó là sẽ rất là sâu. Giống như có bạn nào sẽ thấy có những cái hình mà người ta nói là con kiến mà nó có thể tải được cái cân nặng á, có khiêng được cái vật mà nặng gấp cơ thể nó gấp nhiều lần á, hiểu không? Giống như mình á, mình dù mình 80 mấy ký đi, mình khiêng cục đá, bữa mình khiêng con gì quên rồi, con rùa, đợt đó mình cân là nhiêu ta, 65 ký hả, 55 ký là muốn xỉu luôn rồi, không khiêng nổi. Mình là 80 mấy ký, cơ bắp của mình nói chung mình khiêng được khoảng gần, mình nghĩ người nào mạnh lắm chắc khiêng cỡ 100 ký là ghê lắm rồi ha. 100 ký, 120 ký là dữ lắm rồi. Nhưng mà con kiến là nó khiêng được cái trọng lượng gấp nhiều lần nó. Ví dụ nó có nhiêu đây thôi mà nó khiêng được cái cục bự. Ví dụ nó 1 ký thì nó khiêng được khoảng 10 ký. Thí dụ là vậy. Đó thì cái cơ của nó rất là khỏe. Cấu tạo của nó không biết như thế nào. Đây nè. Thấy vậy chứ nếu mà có mưa là không có ảnh hưởng gì tới tổ nó luôn á. Mưa xong á, trời khô á, tụi nó lại bò lên nữa. Cái này mà con kiến này nè, thấy ghét không? Ghét không? Thấy người ta ngồi theo. Hồi xưa mình có một cái kỷ niệm với lại con kiến này mà mình bực mình mấy con kiến này luôn á, mà giận mấy con kiến luôn, nhưng mà sau đó là giận mình. Thì hồi xưa các bạn, lúc mà mình còn chơi chim hót á, thì lúc đó là mình có thời gian trước khi mình chơi bò sát là mình chơi chim hót. Thì lúc mình chơi chim hót á, mình cũng không có gọi là
Nói chung là mình thích nghe nó hót, nhưng mà mình không có giống như một số anh em chơi chim hót á, là người ta rất là siêng đi cội đi đồ, đi cội để giật chim rồi thi cái tiếng chim hót. Nhưng mà lúc đó mình là thứ nhất là mình cũng không có thời gian, cái thứ hai nữa là mình cũng không có thích cái thi đấu đó lắm. Thì lúc đó mình chơi chim hót thì ngoài cái chuyện mà cái yếu tố mà nghe hót thì nó sao cái yếu tố mà sưu tập. Có nghĩa là con chim hót của mình thì hót ra tiếng là nghe nó vui tai rồi, chứ không có khó khăn giống như một số anh em mà chơi chuyên về cái giọng hót, phải đổ mấy giọng và phải kêu giọng nào, phải kêu giọng nào, giọng rừng, giọng gì, thì mình không có thật sự quan tâm tới cái đó. Mình nuôi chim hót để cho nó hót là ok rồi, nhưng mà mình sưu tập những cái đột biến gen. Thì ngày xưa lúc mình chơi chim hót á, mình cũng sưu tập được một con than bạch tạng nè, chớp mà bạch tạng thì nhiều. Ui da, sao vẫn còn sót con kiến ở đây. Con lửa đuôi dài 27, 28 thì mình cũng đã từng sở hữu rồi. Mi nó mi bông mà coi như bông được khoảng 60% luôn á, 60-70% luôn á. Đó, thì lúc đó mình chơi con đó. Thì cái con chim mà đột biến màu lông á, đột biến gen mà ra cái màu lông độc lạ mà đầu tiên mình sở hữu á là con than bạch tạng. Bác bạn, lúc đó mình mua con than bạch tạng đó là 80 triệu. Cách đây khoảng 12-13 năm gì đó. Số tiền lớn lắm các bạn, rất là lớn. Mà con chim đó là con chim con. Cái gì nữa đây? Sao dính tóc tam lum? Mà con đó là con chim con thôi, nuôi rất là kỹ. Thì tới lúc mà nó lớn lớn, nó ra tập hót á, thì mình mới treo nó lên cái cây, cũng treo trong cái vườn chim này luôn. 80 triệu con chim, mà lúc đó nó lớn lắm. 80 triệu nó lớn lắm. SH hồi xưa, thời điểm đó SH có 5.000 đô á, thì nó tầm đâu 100 triệu á. Mà thời điểm SH là đỉnh rồi, SH hồi đó là cậu đồ này nọ mới đi. SH giờ nó thường, chứ hồi xưa SH là cậu với mợ đi không à, chứ đâu có người thường đi. Thì nó khoảng 100 triệu thôi. Thì con chim đó là 80 triệu. Thì mình treo lên cây, treo lên cây để nó dưới chỗ mát này nè, treo lên cây. Lúc đó là chưa có kinh nghiệm nhiều, chưa có nhiều cái kinh nghiệm để mà đề phòng. Xong rồi mình đi vô ăn cơm các bạn, ra kiến này nè, nó bù kín con chim luôn, nó bù kín mít con chim. Con chim rớt xuống dưới cái lồng luôn, xong rồi nó bù kín mà con chim vẫn còn sống nha. Hên lúc đó mình ra kịp, con chim nằm ngáp. Ôi ôi, mình ra mình nổi hết da gà là vì sợ á. Nguyên con có mấy cảm xúc lận, vừa nhìn vô là sợ liền. Coi như nó bu gần kín con chim rồi. Cái thứ hai nữa là bắt đầu tiết tiền. 80 triệu nó nhiều lắm. Trời ơi, 80 triệu hồi xưa mua được tới cái gì luôn á, thậm chí mua miếng đất còn được á. Và mình mua con chim, xong mà nguyên con chim nó nằm ở dưới á, nó mình thấy nó ngáp ngáp. Trời ơi, vừa lo vừa tiết tiền rồi vừa tức mấy con kiến nữa. Đầu mới hết hồn, giật cái lồng xuống, đem chim vô, thả vô nước cho nó ngắm, cho nó rửa sạch kiến đi. Rồi con chim nó yếu luôn. Thì hên là lúc đó là mình vẫn cứu nó sống được đó. Hên là phát hiện kịp, nó chưa kịp chết, chứ là nó không có cắn vô con mắt. Nó cắn vô con mắt là đi bụi luôn rồi. Nó chỉ bị ngứa này nọ thôi. Đầu đem vô tắm nước mát, xong rồi phơi nắng đầu này nọ. Có ngâm nước muối nhẹ nhẹ cho mấy cái vết sưng nó đừng có bị sưng to ra. Mình cũng bị sưng to ra. Hên là nó sống. Nhưng mà con chim đó, mình đợt đó mình mua là con chim mái. Mua tại vì chim con thì nó chưa có xác định được giới tính à. Thì nếu mà mua chim mái, thật ra mua chim mái cũng ok, tại vì cái bản tính của mình là thích đẻ, thích sinh sản. Thì lúc đó là mình tính nuôi chim nuôi chim lai tạo để cho nó sinh sản ra những cái con đột biến luôn. Nói chung từ nhỏ lớn là mình thích chơi cái kiểu mà lai tạo, sinh sản, gìn giữ những cái gen xịn đột biến, chứ không phải là mình chỉ thích nuôi gọi là bình thường chơi vậy đó, mà mình phải tạo ra những cái sản phẩm. Thì đợt đó mua chúng con chim mái rồi. Lúc đó mình làm chim cũng không thành công, nói chung mình ghép cặp nó sai. Lúc đó mình làm mấy cái chuồng bự này để ghép cặp chim, nhưng mà nó quá bự đi. Sau này anh em ghép cặp chim, cái chuồng nó nhỏ hơn, nó ok hơn. Thì lúc đó mình làm ghép cặp chim nó không thành công, mà cuối cùng mình bán con chim nó đi, mình bán lại được 60 triệu. Con bạch tạng thì con than bạch tạng thì nó không có trắng tinh như là con chớp bạch tạng. Bạch tạng nó có nhiều, mỗi một cái loài nó sẽ ra một cái kiểu khác nhau, chứ không phải là màu trắng hết ha. Ví dụ chúng nghe bạch tạng thì chúng ta cứ nghĩ là con nào bạch tạng là màu trắng thì không đúng. Ví dụ như iguana mà bạch tạng thì ra màu vàng.
con chớp màu á, mà bạch tạng á, thì nó sẽ ra màu trắng tinh luôn, rất là đẹp như cái bông. Nhưng mà riêng con than á thì nó lại ra màu kem kem, chứ nó không ra nó lại đầu bên kia nữa, nó màu kem kem chứ nó không có ra, nó không có ra trắng tinh đó. Chim thì nó cũng khác rồi, ví dụ như con rất là nhiều, nói chung là mỗi một cái loài mà nó bạch tạng thì nó là trắng hay là vàng hay là kem thì tùy mỗi loài đó. Thì có một kỷ niệm với cái đám kiến này, lúc đó mình giận nó hết cỡ luôn, nhưng mà sau khi mình giận nó rồi á thì mình mới giận mình á, mình giận mình là tại vì mình thiếu kinh nghiệm quá, mình cũng ỷ y quá, ỷ lại quá những món đồ giá trị mà không có biết gìn giữ, treo nó trên cây. Trên cây thì cái việc kiến nó ở trên cây là cái chuyện đó là tự nhiên, nó là như vậy, thấy không? Mình lại treo thiếu kinh nghiệm để cho nó cắn con chim, hên là con chim nó không chết, chết chắc cũng hối hận dữ lắm. Mà ngày xưa dám mua con chim 80 triệu bạn, nó rất là nhiều tiền luôn, mà không phải ai cũng dám chơi. Mà chim con này nó về rồi còn phải đút ăn đút đồ nữa, rất là rủi ro. Nhưng mà lúc đó là ghiền quá đắn đo suy nghĩ, cuối cùng là quyết định mua luôn. Nhưng mà nhờ vậy cũng có trải nghiệm. Còn sau này chớp màu thì mình mua được cũng nhiều con chớp màu lắm. Chớp màu ngày xưa cũng cả 100 triệu một con, nhưng mà bây giờ mấy cái dòng đột biến đó lúc đó mình không theo. Mình chơi chim thời gian đầu mình chuyển qua chơi gà, xong rồi gặp bò sát cái nó phù hợp với cái cá tính mình hơn, rồi mình mới tiếp tục cái việc chơi lai tạo của mình, áp dụng lên con igu thì nó hợp với mình hơn. Còn đối với con chim thì mình vẫn mê đó, nhưng mà cái tính cách của mình nó không có thuận. Hồi xưa chơi chim trời ơi, nhiều khi hồi xưa chơi chim á vui thì cũng có vui, nhưng mà tốn tiền nhiều, tại vì dù sao cái tính của mình nó cũng không có được kỹ lắm. Có một lần treo con chim con lửa đó cũng xịn, con lửa đó mua cũng 20 mấy triệu, lúc đó xài chơi cái lồng thập bát la hán, thập bát la hán chạm khắc rất là đẹp, hình như thời điểm đó là 25 triệu cái lồng, treo lên cái trần nhà, có chỗ mà mình thiết kế để treo chim phía sau nhà mình thì phía trên nó có cái nóc. Bắt đầu bữa đó gió nó mạnh quá, nó thốc lên thì cái dòng chim nó bị dở lên, đầu rớt xuống cái nóc, nó tuột ra rớt cái đùng xuống đất vậy nè. Thì cái lồng chim chạm thì các bạn biết rồi, ba cái chân của nó là nó chạm rất là đẹp ha, chạm nổi 3D dày, lồng đó của mình trong miền Nam mình chạm thì rất là đẹp luôn. Nó gãy chân, gãy ba cái chân này mốt cho đi làm xiếc được. Nó gãy ba cái chân luôn, cái lồng 25 triệu mà thời điểm đó mắc tiền lắm, thời điểm đó là cao tiền lắm, gãy ba cái chân luôn. Rồi khi mà nó rớt xuống á, nó bể cống nước, thì cái mặt sau của cái phòng mình á là nó nằm ngay cái hướng tây chiếu tới. Rớt xuống thì thứ nhất là gãy cái lồng, gãy cái chén nước, con chim nó vẫn còn nằm ở trong đó, nhưng mà nó rớt xuống đất vậy nó ngay cái hướng tây nó chiếu nắng vô, coi như nắng 100% trực tiếp luôn, mà lại không có nước uống, con chim sốc nhiệt nằm gãy luôn. Thì sau khi buổi sáng mình treo con chim xong mình đi công chuyện về, chiều khoảng 4-5 giờ mình về trọ, mình nhìn mình muốn té luôn các bạn, muốn sụp đổ luôn. Vừa hư cái lồng, vừa hư con chim mà đuôi dài 25-26 cm là hiếm lắm, chích chè lửa cũng nhiều tiền lắm đó, mất tiền vậy không à. Rồi đồ quý nhất nhưng mà cuối cùng là bị mất tiền vô mấy cái chuyện đó không. Thì cái tính của mình nó cũng không có được gọi là tỉ mỉ, gọi là quá như vậy. Đâm ra hồi xưa mình chơi chim hay bị mấy vụ đó, tắm á, tắm chảy ra. Mười hồi đó trước khi mà mình xây cái lồng này đó là mình nuôi những cái lồng tre, thì mình là bị cái bệnh ghiền. Cái cách mua hàng của mình đó là mình bị cái kiểu giống như là sưu tập vậy các bạn, con nào chưa có là mình muốn đem về cho cái bộ sưu tập của mình, cho nên là cứ mua rất là nhiều. Thì mới đầu xuất phát điểm chơi có 1-2 con chim thôi, cuối cùng là 30 mấy cái lồng. Cứ mỗi ngày mình tắm là mình trải ra tắm, mỗi ngày mình tắm 10 lồng à, rồi ngoài xa tắm 10 lồng kia, trải ra 10 tắm rồi xong rồi cái lồng tắm nữa thì để đối diện với lại lồng kia, đầu mở hai lồng ra để con chim nó nhảy qua lồng tắm. Mà xong rồi con chim tắm xong bắt đầu mình lùa con chim từ cái lồng tắm qua cái lồng của nó, thì cứ lùa qua xong bắt đầu kéo cái lồng tắm đi dẹp mà quên đóng cái cửa lồng bên này, thế là chim nó nhảy ra ngoài. Trời, mất không biết bao nhiêu con vậy. Cái vụ mà tắm chim xong rồi kiểu mà làm theo hàng loạt á,
cho con này qua qua xong cái lát cất con này cái là quên đóng cửa rồi mất một đống luôn, mất chắc nếu mà gọi là chim bay đi chắc cũng phải 6-7 con. Nhiều khi cứ thẫn thờ luôn. Ok các bạn thấy hôm nay thấy cái một cái đường kiến lửa như thế này thì cũng quay cho các bạn coi ha. Nhiều khi là ở nhà thành phố á, không có gần tới đất cát cây cỏ thì cũng ít gặp nó. Đó, cái ổ này mình nghĩ cũng bự lắm nè. Cái ổ này nó nằm ở dưới lòng đất chắc cũng bự lắm, chứ không ít đâu. Cái quy mô của cái tổ kiến thì các bạn biết rồi, nó rất là nhiều cái cá thể trong này ha, nó là một cái quần thể luôn. Thì trước mắt á là mình sẽ thấy ở trong này nó có hai loại kiến ha. Một con thì nó nhỏ hơn, còn một con thì cái đầu nó bự và cái càng nó bự hơn. Đó, hình như cái con đầu bự là không biết kiến này chắc phải tìm hiểu thêm qua nó có mấy giai cấp ở trong đó. Thì có con kiến chúa nè. Con gọi là queen á, hoàng hậu à. Dưới nó có kiến thợ rồi còn kiến gì nữa. Để tìm mấy anh em bên HT cập nhật cái kiến thức này coi. Đó, thì ở đây mình thấy có những con nó tha nè. Đó, tha đồ ăn nè. Nếu vậy thì cái tổ nó chắc nằm đằng kia quá. Nó đang tha về. Cái con này nó ngậm cái đồ trắng trắng là cái đồ ăn của nó nè. Nó tha về đằng kia đó. Đúng rồi. Hồi nãy anh thấy nó tha cái cục cháo của con Lucy. Chắc cái ổ nó nằm khúc dưới á. Đó. Thì mình thấy nó cũng lạ lạ, cũng hấp dẫn. Thì quay cho anh em coi ha. Trong farm này mà có con gì là mình sẽ quay con đó cho anh em coi luôn. Nguyên cái ổ kiến đây. Ổ chắc nằm đây rồi. Ổ nó chắc nằm đây rồi. Ổ nó nằm đâu dưới đây nè. Ở nước ngoài á, Kỳ mình có coi một cái chương trình mà người ta giống như khoa học vậy. Cái ổ đó không biết là ổ mối hay ổ kiến gì đó, mà giống như cái ổ cũ rồi. Xong rồi người ta mới nung chảy bạc ha. Bạc hay là nhôm gì đó, đại loại vậy đó. Ta đổ xuống cái tổ kiến các bạn. Xong rồi tao đào lên. Đào lên đầu ta xịt rửa nước á, là thấy cái kết cấu ở dưới á, là cái ổ kiến nó cả tầng dày vậy nè. Lấy lên được một cái tầng dày ở dưới, mà ở dưới là ngóc ngách rồi ngăn tới ngăn lui rất là phức tạp luôn. Đó, nguyên cái tổ kiến nó nằm sâu ở dưới đất đây nè. Không biết ổ mối hay ổ kiến ha, nhưng mà đại loại mình nghĩ là nó cũng sắp vậy. Thì anh em mà chơi kiến á, cũng làm những cái tăng ở trong đó, nó có những cái đường đi rồi nó mô phỏng như dưới lòng đất vậy đó. Từng cái hang hốc rồi ray rảnh rồi tùm lum tà la thì nó cũng rất là đẹp luôn. Thì mình có đặt hàng bên HT rồi mà cái đường về nó chưa có được. Thì mốt mà mình làm xong cái đó mình sẽ build lên một cái tăng ở trong đó để tối ngầm coi các bạn kiến làm việc teamwork với nhau, vận chuyển hàng hóa ra vô khỏi tổ, rồi coi con uya, coi con kiến kiến chúa ở trong đó nó như thế nào đó. Tại vì cái những cái tăng đó là cái vách của nó là mình làm bằng kiến, thì mình mới nhìn vô mình coi tụi nó sắp xếp hoạt động trong đó như thế nào. Cứ vậy không á, mốt mà cho đi bị uyển xiết. Ok các bạn, rồi thấy cái ổ kiến này nó hay thì chắc cũng là một số bạn chưa có biết đó, thì mình quay cho các bạn coi ha. Rồi mình và chim bồ câu này ha, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Kiến cắn ngứa gần chết đây nè.